Vâng, các bạn có thấy cái phần mở đầu của nó khủng không? Game này mình đã tải về rất là lâu rồi, nhưng mà mình chưa đụng đến bởi vì nó khá là nặng các bạn ơi. Nó đến 7 GB lần. Đây là game miễn phí á, không thể nào tin được luôn. Và bởi vì cái máy của mình không biết là có quay được không ấy. Quay được chất lượng tốt như vậy không ấy, cho nên là mình không đụng đến, mình để đó luôn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có một game tên là B Man. Cái này là chắc là Batman rồi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nha. Mình cũng không rõ game này là game gì. Nói chung mình để lâu lắm rồi. Mình chỉ biết nó là một parody của Batman hay sao. Hơi giật giật. Là do chất lượng của nó cao quá. Rồi, các bạn có thấy không? Chúng ta cần phải nhặt những cái viên màu vàng hay sao ấy. Nếu mà cái game Batman á, cái game mà mình không biết là các bạn có biết game này hay không. Có một cái con đuổi theo chúng ta, chúng ta cần phải nhặt mấy cái viên màu vàng ấy, nhưng mà nó là đồ họa mà kiểu 2D nhìn từ trên xuống thôi. Nhưng mà bây giờ nó đã chuyển thành 3D các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta cần nhạc lên à. Ồ, không ngầu thế. Cái súng này để làm gì đây? Thậm chí mình còn có súng nữa. Mình có thể cầm đồ lên nữa các bạn. Quay nữa các bạn. Cái này không phải là mình đi qua là mình nhặt được, mà mình phải bấm nút E để nhặt các bạn. Như thế này sao chơi? Mình phải chạy khỏi cái con mà nó kia. Còn phải làm chuyện này nữa. Thanh niên này nhiều sợ quá. Màu mè quá các bạn. Ngược lại thấy khó chịu nữa. Kia rồi các bạn, nó kia rồi, kia rồi. Nó xuất hiện rồi. Liệu mình có giết được nó không? Không được rồi. Đây, sẽ có một cái con đuổi theo chúng ta rất là kinh. Bị gì thế nhỉ? Và xong tự vong luôn rồi, nhanh thế. Hoài, làm sao mà chơi nổi? Nó phải giặt từng viên lên như thế này các bạn. Có cách nào để thu thập nhanh không? À, mình đang có băng đạn rồi. Mình không biết mình có tiêu diệt được con đó hay không, để mình thử nhá. Chúng ta có súng, phải có cái lý do gì đó chứ. Vừa ra đã nổ rồi. Ở đây không có gì hết. Hồi nãy là ở bên kia có rất là nhiều các bạn ơi. Họ tự do một cách thầm lặng à. Cái gì thế? Tại sao lại có cái chỗ để té xuống như kia là như nào? Té xuống rồi các bạn ơi. Game này có vẻ khó đi. Nó nặng như vậy là chẳng qua chỉ do đồ họa thôi. Tác giả cố tình làm như vậy rồi các bạn. Phải làm cho chất lượng dưới này luôn. Chúng ta sẽ được cái gì? Cái này phải bất tử không ta? Cái con kia nó đến rất là nhanh. Mình không biết là chúng ta có thể nhặt hết được hay không đây. Mình nhớ là chúng ta có những cái để mà bất tử hay sao ấy. Đây là gì đây?
Nhân vật gì đây? Chặt được không vậy? Không nhặt được, không làm gì được vậy? Mình không hiểu sao không nhặt được các bạn. Cái này không đúng à. Ui sao nó vô đây rồi? Nó mới vô đây các bạn. Nó đang vào đây đúng không? Đồ thật ghê thế. Bay nở cái thanh. Cái thanh màu vàng nó đang giảm đi rất là nhiều. Liệu mình có lấy được cái game hay không? Mình nghĩ là chắc là không rồi. Chưa hết lại không ổn rồi các bạn. Tưởng chui vô cái tủ được rồi, khóa ra nó không chui vào được. Thằng quỷ này nó nhanh thế, làm sao mà mình có thể tiêu diệt nó đây? Nó nhanh lắm các bạn ơi. Không được rồi. Có những cái đặt lên và có hiệu ứng, còn có những cái không có là như thế nào đây? Cái súng này rốt cuộc là có thể tiêu diệt được kẻ thù hay không? Khá là nghi ngờ đấy nha. Gì thế? Mình sẽ vào trong đây để lấy những cái vật. Ok. Tự do đi. Đúng rồi. Tự do đi. Hết oxy rồi. Tại sao lại đúng cái lúc này chứ? Đồ cái này game ai clear nổi các bạn. Bắn hai cây đại rồi mới vẫn tỉnh bơ ra. Lần này là mình thấy đi theo hướng khác. Chắc có lẽ là nó kiểu hóa ra là cái màu vàng là cái O2 các bạn. Trông có vẻ giống Batman nhưng mà không phải rồi. Chúng ta cần thu thập băng đại rồi tiêu diệt cái con đó, mình nghĩ chắc vậy. Oxy sẽ giảm dần. Cái viên màu vàng mà hồi nãy mình nhặt ấy như là một cái viên khác hay sao ấy. Con kia hồi nãy xuất hiện trong đó đúng không? Và sẽ thử đi hướng khác nữa nha. Ui, đây chính là một trong những người đồng đội của mình sao? Oxy đâu? Không thấy oxy đâu cả. Chỗ này không lẽ nó lại thiếu thốn đến như vậy? Mà có băng đạn các bạn. Vậy đã sao cái đó vừa mở ra thế? Nó đã tới đây rồi. Mình đang hết oxy mới đâu chứ.
làm sao để có oxy đây? Con quỷ kia đừng xuất hiện nhá. Phải chạy nhanh thôi. Ok. Đây lại rồi, tốt 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 tốt. Có đạn rồi. Ôi đã đạn full rồi. Đạn full rồi các bạn ơi. Ô. Oh. Con này khá giống con hồi nãy. Quỷ kia rồi. Full đạn rồi, không còn cách nào khác cả. Mình có thể gọi là đánh nhau với con quỷ kia ngay bây giờ thôi. Nó lại hết oxy rồi, bây giờ sao đây? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, ra đây nào. Bên kể là chúng ta có súng thì chúng ta phải tiêu diệt nó thôi. Trong phi thuyền có vẻ nát rồi. Cái này là phi thuyền đúng không? Có lẽ là chúng ta đã vào một cái hành tinh nào đó và bị nhiễm phải virus rồi. Cái coi kia từng là đồng đội chăng? Đồ, bắn nó như vậy mà nó không biết luôn. Bắn nó mà nó không biết các bạn ơi. Đâu rồi? Này mình nhớ có một cái băng đạn ở đâu đó quanh đây. Đâu rồi ta? Không thấy nữa ta, hồi nãy mình nhớ là mình đầy rồi mình không lấy được ấy. Không phải à? Không phải là đầy các bạn mà là cái đó không lấy được. Giờ mình ngu rồi, mình lỡ nạp. Đúng rồi, chết đi bạn. Thì tại tao đã đủ oxy rồi nhá con chó. Ui. Ok đúng rồi. Được chưa? Được chưa? Bắn đạn cuối cùng các bạn ơi. Chết đi. No. Hết đạn rồi. Hai con rồi các bạn ơi. Hai con luôn. Quay ra. No. Quay quay quay. Không. Không 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 chạy chạy chạy.
Tụi có đạn cái đó chứ. Ôi 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 ôi. Chạy chạy thôi. No, con xin. Cả hai bên đều là kẻ thù. Rồi xong xác định luôn.